Việc của các bạn là phải truyền thông cho chồng biết rằng trong quá khứ em không yêu ai cả. Cho nên là không nên dụ dỗ chồng chia sẻ quá khứ. Thế vậy thì trong mối quan hệ, sự thủy chung là vô cùng quan trọng. Sự thủy chung ở đây không chỉ là được thể hiện trong việc mắt bạn là phải chuẩn chỉnh, chứ không phải chỉ thể hiện trong cái việc là bạn thích một người đông khác. Ví dụ mình ngoại tình về tư tưởng là một vấn đề, mình ngoại tình về xâm nhập cũng là một vấn đề. Nó cứ thể hiện sự không trung thành, trung thủy. Việc của các bạn là phải truyền thông cho chồng biết rằng trong quá khứ em không yêu ai cả. Chả yêu ai cả. Kể cả bạn nào có yêu ấy thì cũng phải nói là yêu ở đâu, em yêu gì nó đâu. Thế chỉ là chơi thanh niên ấy, hoặc ví dụ thế. Hoặc là chồng bạn có biết 100% là bạn yêu một cái người này mà là bạn thân đi, thì bạn cũng phải nói là cái lúc đó thì em thích anh rồi, nhưng mà em cứ phải làm thế để anh xem có thể hiện gì không. Mình cũng phải nói, phải xoay chuyển như thế. Chứ không được là kể hết. Có đứa nó lại khôn thế này cơ. Nó lại bảo là lúc yêu ấy, thế anh hỏi bảo là thế em đã yêu ai chưa? Mới nhá. Bảo là em cũng yêu, anh hỏi thật, em yêu anh là người thứ mấy rồi? Thôi anh hỏi làm gì? Bảo không, anh muốn hỏi chỉ là chia sẻ thôi. Em chia sẻ thật đi, em yêu ai? Thế anh chia sẻ trước đi. Thế là ông bắt đầu chia sẻ khoảng 2-3 đứa. Xong mình máu quá. Máu quá các bạn. Thấy vào cầu, vào câu chuyện nó đồng cảm ấy. Thế là bắt đầu kể ra thằng A, thằng B, thằng C. Thế xong rồi anh hỏi thế trong số những người này em đã ngủ với ai chưa? Để em nghĩ đã. Ngủ hình như là 2 lần. Với thằng nào? Thằng thứ nhất, thế thằng thứ hai ngủ 3 lần thôi. Có người kể đấy. Thế sau thì kể ở đâu cũng lại đi chia sẻ là quan hệ ở chỗ du lịch, nọ ở chỗ nọ, ở chỗ trai. Sau đó sau này hai người lấy nhau, mỗi một lần anh sẽ hỏi cái thằng đấy nó có làm tư thế này không? Người ta sẽ hỏi thằng đấy nó có làm với em thế này không? Mất hết cảm xúc các bạn. Bây giờ làm thế nào? Đi tiếp không? Đi tiếp hay dừng lại? Khủng khiếp. Cho nên các bạn cần phải hiểu rằng quá khứ không hoài niệm, tương lai không vọng tưởng, biết vào hiện tại thôi. Tôi lấy anh, tôi chỉ biết đến anh. Quá khứ tôi quên hết rồi. Thế các bạn nguy hiểm không? Nghe cái nhớ này, chồng có hỏi nhá, nghe cô căn dặn những lời chăn chối của kiếp sống này. Nếu có kiếp sống sau, bớt ngu đi. Chồng có hỏi trước kia em có yêu ai không? Thì phải trả lời là không. Bởi vì sao? Em quên hết rồi. Bởi vì sao? Không phải bạn nói dối, không phải bạn không muốn nói thật, mà đơn giản là em quên rồi. Có hiểu không ạ? Và chồng của bạn có ôm quên hết rồi. Anh ấy có chia sẻ nhá, vỗ vai anh thế này này. Thôi anh ơi, nhớ làm gì? Cho chật tay tim cho nó khổ ra. Rồi quá khứ anh để ở trong tim ấy, cho nó phòng tim ra. Em cũng nhu cầu nghe đâu. Các bạn nhớ chưa? Ê, có lần đi chia sẻ. Nhưng lần sau mình biết rồi. Bởi vì anh chỉ hé 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 thì thôi là mình đã thấy nhói nhói trong tim mình, đau đau. Có phải không ạ? Thế thì lần sau anh chia sẻ, nói với anh này, anh ơi, thôi quá khứ là quá khứ rồi. Em rất là biết ơn cái người đó đã thay em chăm sóc cho anh lúc em không ở bên cạnh anh. Thế nhưng mà bây giờ cô ấy đã rời đi là để lại anh cho em. Em rất là cảm ơn cô ấy và em rất là biết ơn cô ấy. Nhưng đó là kỷ niệm của anh, là ký ức của anh. Em không có sân gì cô ấy cả, em không giận gì cô ấy cả. Em không có ghen với quá khứ của anh đâu. Nhưng em cũng không có nhu cầu nghe. Thôi anh giữ lại cho riêng mình. Và em dặn anh một thứ. Lần sau ấy, đừng bao giờ kể với em. Anh đồng ý không? Thì anh nói, đồng ý. Xong dặn thêm một phát nữa. Em nhỡ có hỏi anh đừng khai. Nhưng nhiều đứa nó khôn lắm. Dụ dỗ chồng nói ra bằng được. Bằng rất nhiều thủ đoạn. Xong thù suốt đời không quên. Đi thù và đi ghen quá khứ làm gì nhỉ? Sao đi ghen quá khứ? Quá khứ người ta kệ người ta chứ. Lúc đấy bạn đâu có xuất hiện để chăm sóc cho anh ấy đâu. Ghen làm gì? Cho nên là không nên dụ dỗ chồng chia sẻ quá khứ. Hãy hiểu là anh cũng quên rồi. Mình cũng không có nhu cầu nghe. Còn anh hỏi mình cũng quên rồi. Em không có nhu cầu chia sẻ. Chứ mình không nói dối nhá. Mà chỉ là em quên, em chả nhớ lại cả. Trong trái tim em chỉ có hình bóng anh thôi. Ôi lấp đầy trái tim em này. Ôi tâm trí em này. Ôi hình bóng của anh ở đâu nhỉ? Ghê đấy, đấy đấy, hình bóng của anh. Đây đây, đây đây. Xong lại lấy tay đặt vào đây là đây, trái tim đây của anh đây. Con đừng sa đà vào các câu chuyện của quá khứ làm gì.